Người đàn ông này vừa cầm miếng bánh lên, đột nhiên mũi tên thép xuyên qua ngực. Khi quay đầu lại, sát thủ còn khiêu khích vẫy tay chào. Sau đó anh liền bị hắn lái xe kéo đi. Mông đã bị ma sát đến nở hoa rồi, thật là thê thảm. Nhưng có một thứ gọi là vòng lặp thời gian. Ngày hôm sau cũng là vị trí đó, với một cách thức tương tự, nhưng lần này nạn nhân đổi thành tên sát thủ. Đúng thật là vòng tuần hoàn của tự nhiên, có hoa mọi người cùng nở. Hóa ra nam chính ngoi đã rơi vào vòng lặp thời gian. Mạng sống của anh giống như trong trò chơi, một khi chết đi liền có thể bắt đầu lại. Mà tất cả mọi chuyện vẫn phải bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm đó. Lần thứ 140 anh sống lại, bị tiếng hét của bạn cùng giường đánh thức. Tỉnh lại, cúi đầu nhẹ tránh được một dao. Bình tĩnh đi giày, nhẹ nhàng cúi người rồi xoay người lại. Mỗi một động tác đều dễ dàng tránh được nhát dao của sát thủ. Bởi vì tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Roy đã rất quen thuộc rồi. Anh dùng áo dễ dàng khống chế sát thủ. Mỗi một hành động của đối thủ đều bị anh đoán trước được. Vì vậy, anh rót một cốc cà phê. Các bạn tưởng là dùng để uống sao? Không, anh lấy để rửa mặt cho sát thủ. Như vậy vẫn chưa xong. Tiếp theo là sát thủ ngồi trên chiếc trực thăng dùng súng Gatling bắn vào trong phòng. Chỉ 5 giây sau khi tên sát thủ đầu tiên chết, Roy lấy dao phi thẳng vào tên sát thủ trên trực thăng. Sau đó, anh di chuyển sang bên phải để tránh đạn bắn lạc. Đạn bay ngang qua anh. Tất cả mọi thứ đều vừa đủ. Ngay cả khi nào cánh quạt chém xuống Roy cũng biết, suýt nữa thì quên mất cái máy bay này sẽ phát nổ. Roy lấy đồ rồi nhảy xuống dưới. Lần tiếp đất này cũng được coi là hoàn hảo. Những lần trước có 22 lần anh không rơi vào xe tải. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy chết thảm như thế nào rồi. Sau đó, Roy sẽ cướp một chiếc xe ở ven đường. Có lẽ là do đã xảy ra nhiều lần, nên đến cả người đàn ông đó muốn nói gì anh cũng biết. Có người muốn cướp xe của tôi. Nhưng mà anh phải thật nhanh, bởi vì có hai nữ sát thủ đang đuổi đến. Quan trọng nhất là Roy đã bị chết trong tay họ 14 lần rồi. Điều này còn chưa tính là gì, bị bom của người lùn giết 2 lần. Nữ sát thủ Oan Jin càng bất khả chiến bại. Cho dù Roy có chống trả thế nào, đến cuối cùng vẫn bị cô ta giết. Bởi vậy Roy còn lười đến mức không thèm chống trả nữa. Có lúc vận may tốt, Roy có thể trốn được sự truy sát của sát thủ. Gặp phải tình huống này, lần nào anh cũng đến quán bar uống một ly. Nhưng điều này cũng chỉ giúp anh giải khát, bởi vì đúng 12 giờ 47 phút sẽ luôn có một đám sát thủ bao vây lấy anh. Bởi vì bọn chúng quá đông, muốn trốn cũng không thể trốn được. Roy chỉ đành mặc kệ số phận. Dù muốn làm rõ chuyện này, nhưng thời điểm đó luôn luôn bị cản trở. Đối với chuyện xảy ra với mình, Roy dường như chỉ có thể nghĩ tới một người. Vợ cũ của anh, Gemma, là một nhà vật lý tài ba. Hôm qua, Roy tìm đến vợ cũ mong nối lại tình cảm. Sau khi gặp nhau, Roy chú ý đến phát minh của Gemma. Anh còn chưa hỏi được gì, Gemma nhân lúc anh không chú ý đã cắt vài sợi tóc của anh. Cô muốn Roy giúp một chuyện, đó là hãy phấn chấn lên, đừng chán nản nữa. Sau đó vợ cũ gọi điện thoại đến, nói cần sự giúp đỡ của anh. Hóa ra Gemma sợ thiết bị vô cực mà mình đang nghiên cứu sẽ bị Vento dùng vào mục đích xấu. Gemma muốn đem thiết bị vô cực đó đi, kết quả lại bị Vento giết hại. Đây là lần sống lại thứ 141 của Roy. Mỗi lần sống lại anh đều bị truy sát. Trước đây anh đã chết bằng rất nhiều cách khác nhau, nhưng mỗi lần anh định phản kháng lại luôn không sống nổi qua 12 giờ 47 phút. Bởi vì có trốn thế nào thì sát thủ vẫn tìm thấy anh. Roy biết rằng tất cả những điều này đều liên quan tới vợ cũ của mình, nhà vật lý Gemma. Đột nhiên anh nhớ đến cuốn sách mà Gemma để lại, vốn định mở ra xem, nhưng các sát thủ không ngừng truy sát khiến anh không có thời gian. Cuối cùng Roy trốn ở chợ dưới lòng đất mới cắt đuôi được sát thủ. Không ngờ anh lại gặp được con của mình ở đây. Bởi vì từ trước đến nay đều không sống cùng con, nên Roy bỏ ra chút thời gian chơi cùng con. Không ngờ bọn họ vừa đi lên trên, đồng hồ bên lề đường đã khiến Roy kinh ngạc. Chưa bao giờ anh sống qua 12 giờ 47 phút, lần này lại sống được quá thời gian đó tận 3 phút. Nghĩ kỹ lại, hóa ra ở dưới lòng đất không có tín hiệu. Vì vậy Roy nghi ngờ mình đã bị gắn máy theo dõi. Lúc này sát thủ cũng đuổi đến nơi bắt đầu vây quanh Roy. Trước khi bị bắn chết, Roy ôm lấy con. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác là một người bố. Sau khi sống lại một lần nữa, Roy bắt đầu điều tra chuyện máy theo dõi. Nhưng sát thủ không nói một câu nào. Một lần tình cờ Roy gặp lại người bạn tốt làm bảo vệ. Anh hỏi dấu máy theo dõi ở đâu là khó bị phát hiện nhất. Đáp án anh nhận được chính là răng. Lúc này Roy mới nhận thức được cô gái tối qua hẹn hò với anh chính là bác sĩ nha khoa làm răng cho anh. Để làm rõ điều này, Roy nhổ từng chiếc răng ra. Cuối cùng cũng tìm thấy máy theo dõi ngắn ở răng số 8. Có được nó rồi, Roy bắt đầu lên kế hoạch. Lợi dụng máy theo dõi, anh dụ sát thủ đến, rồi tiêu diệt toàn bộ sát thủ. Từ trên người họ Roy tìm được hang ổ của Vento. Để xông vào trong căn cứ, Roy dùng cách đơn giản và bạo lực nhất. Kết quả xem ra vẫn phải đến một lần nữa. Sau đó, Roy cho xe bay vào trong căn cứ. Nhưng anh không ở trong xe. Khi bảo vệ phát hiện ra, đã bị nổ chết do bom tự chế từ bình ga của Roy. Nhưng tiếc là anh không nghĩ đến tên đầu chọc đáng chết. Dù sao vẫn có thể làm lại. Vì vậy kiểu gì cũng tìm ra cách. Roy lấy thân phận của một tên sát thủ, thành công trà trộn vào bên trong. Nhưng lúc đi thang máy Roy rất lúng túng. Bảo vệ trong thang máy yêu cầu anh quẹt thẻ. Kết quả quẹt một cái, xem ra không phải là người thật, lại bị bảo vệ đánh chết trong thang máy. Nhưng mà đối với Roy mà nói, chẳng qua là làm lại lần nữa. Lần này Roy chiếm ưu thế trong thang máy. Nhưng sau khi giết được bảo vệ, vừa ra khỏi cửa, một đám bảo vệ cầm súng chĩa vào anh. Thế này thì đánh cái bíp gì nữa.
Roy không nói lời nào tự bắn vào đầu. Cho đến khi Roy chết lần nữa, anh mới phát hiện ra camera giám sát trong thang máy. Lần thứ 150, Roy cải trang thành bảo vệ. Lần này anh xông vào đại sảnh. Không ngờ Oan Gia Oan Jin đang ở đây đợi anh. Thấy cô ta cầm kiếm, Roy cười. Nhưng lần này súng không có đạn. Nếu như có thể sống lại, vậy thì đổi một khẩu súng ác hơn. Tuy nhiên tay anh sắp run rẩy như bị Parkinson, nên bắn không trúng. Sau nhiều lần thử Roy vẫn không thể thành công. Muốn thắng thì bản thân phải mạnh. Xem ra vẫn phải bái một vị đại sư làm thầy. Sau đó, Roy tìm đến một đại sư về kiếm pháp để học. Dưới sự dạy dỗ của sư phụ và nhiều lần sống lại, Roy cuối cùng cũng nắm được cách sử dụng kiếm. Cuối cùng người và kiếm hợp nhất, anh đánh bại sư phụ. Cũng là lúc quyết chiến với Oan Jin. Oan Jin linh hoạt xoay người lao đến chém. Không ngờ Roy không những có thể tránh được mà còn chém đứt mấy sợi tóc của cô ta. Mà sau đó cho dù Oan Jin có tấn công mạnh mẽ thế nào, Roy đều có thể đỡ được. Thay vào đó là Oan Jin rơi vào thế bị động, bị Roy chĩa kiếm vào cổ. Cho dù có thể đánh rơi kiếm của Roy, anh vẫn bình tĩnh cầm kiếm chém chết cô ta. Sau khi giết Oan Jin, Roy cuối cùng đã có thể gặp được kẻ đứng đằng sau, Ventor. Hắn nhanh chóng bị Roy khống chế. Ventor lúc này mới nhận ra, thiết bị vô cực của ông ta nhất định đã bị vợ cũ của Roy động tay động chân vào. Nhưng cho dù là vậy, Ventor vẫn chế giễu, bởi vì trước đó ông ta đã sai người đi giết con trai của Roy. Đợi khi Roy tìm đến nơi, con của anh đã biến thành thi thể nguội lạnh. Cũng chính vào lúc này, vô số lần khởi động lại khiến cho thiết bị bị quá tải, cuối cùng nổ tung khiến mọi thứ quay lại một lần nữa. Lần này sau khi tỉnh lại, Roy sống không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì anh không thể cứu con, cũng không cứu được vợ. Sau khi lãng phí mấy chục mạng sống, Roy cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Anh quyết định nghe theo lời vợ cũ, lấy lại tinh thần, dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này dành toàn bộ cho con. Anh muốn bồi đắp tình cha con, cho đến thời khắc thiết bị nổ bung, sống lại lần nữa Roy lại ở cùng con. Nhưng lần này đang ngồi nói chuyện thì con trai nhắc đến vợ anh, nói rằng buổi sáng mẹ vẫn còn gọi điện cho con. Vừa xem thời gian cuộc gọi, vợ cũ vẫn chưa chết, cũng chính là vẫn có cơ hội cứu được cô. Tuy nhiên, đợi khi Roy đuổi đến căn cứ thì vợ cũ đã chết rồi. Nhưng mà từ camera giám sát, anh biết được thời gian cô bị giết. Chỉ cần đến trước lúc đó thì sẽ cứu được cô. Nhưng tính từ lúc Roy tỉnh lại, anh chỉ có 14 phút sau khi tự sát để sống lại. Vì để đuổi kịp thời gian, Roy trực tiếp cướp trực thăng. Sau khi đến căn cứ, những sát thủ kia đang đi đến đại sảnh. Đây là cơ hội trả thù tốt nhất. Roy không nói gì liền lấy ra khẩu súng Gatling, điên cuồng bắn chết hết sát thủ. Sau đó nhanh chóng giải quyết bảo vệ. Roy vừa hay đến kịp trước lúc Ventor ra tay nên cứu được Gemma. Tuy nhiên thời khắc đoàn tụ này, Gemma lại mang đến một tin xấu. Đó chính là thiết bị vô cực không thể dừng lại. Sau khi khởi động lại vẫn sẽ phát nổ. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, là Roy phải đi vào trong thiết bị vô cực. Bởi vì thiết bị dùng ADN của Roy để khởi động, vì vậy trên lý thuyết chỉ có Roy mới có thể tắt được. Nhưng sau khi đi vào, Roy sẽ không sống lại được nữa. Vì để cứu vợ và con trai, Roy không hề do dự mà đi vào bên trong, lựa chọn dùng tình yêu để đi cứu vợ con. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Không ai biết sau khi Roy đi vào có thể làm được hay không. Nhưng sau bao nhiêu lần chết đi sống lại, anh cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống. Đó chính là được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Được rồi, video hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, subscribe kênh và để lại comment phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!